Clip này mình làm là để cổ vũ cho đội tuyển Ninger Savio, đại diện của Việt Nam đang thi đấu rất khốc liệt ở giải đấu PMGC 2021, một giải đấu mang tầm quốc tế. Và trong giải đấu này thì đã diễn ra là theo mình nhớ là 2 tuần rồi. Mình cũng có theo dõi giải đấu này, cũng cổ vũ cho team của Thành Rabbit và Tê Đức cũng như là các anh em của Việt Nam. Thì có một số các đoạn highlight mà mình rất ấn tượng. Một đại diện đến từ Việt Nam. Đây mọi người. Đây là Lamborghini nha. Một pha công nhà rất mẫu mực. Team BCS và team DX mọi người. Rabbit đây, thanh niên là chuyên gia phù hộ của team đấy mọi người. Các bạn thấy bắn rất cục súc khi mà nốc được một thành viên của team BCS là Rabbit là quyết định là gạt luôn mọi người, mà sau đó thì Rabbit cũng bị nốc luôn. Và bây giờ các bạn hãy xem pha xử lý của Frankie này. Frankie và Lamborghini sau khi cứu được Tê Đức. À nhập Tê Đức cứu chứ. Frankie lập tức mở góc sang phía góc phải, gọi là gây nhiễu loạn cho cái đội hình của BCS đấy mọi người. Và sau đó là một quả nết cực kỳ hay của Tê Đức, cực kỳ hay luôn. Sau đó là quá gọn gàng, 3 kill dành cho Dinger Savio. Rất mong là trong các tuần thi đấu tiếp theo thì đội tuyển đại diện đến từ Việt Nam sẽ thi đấu thật khởi sắc, may mắn hơn, có một chút nào đó nó may mắn hơn, ví dụ về vòng bo độ một tí, rồi là thi đấu đúng cái năng lực của mình, thì mình tin là đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ có một cái thành tích tốt ở trong giải đấu quốc tế lần này. Chúc cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ giành một cái vị trí thật cao trong giải đấu lần này. Bye bye mọi người.